Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn Nhiêu Lan trên mặt miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 10 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan mới về đẹp cập bến để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Danh báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc cô chú anh chị nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô sơn thủy tiên cô chú anh chị này. Hàng với những cái giả hành căng mướt, bóng bẩy và bự như thế này cô chú anh chị. À, hàng rất là đẹp luôn ạ. Em bán với giá là 170.000 cho 1 kg, cái dòng hàng dễ thuần, dễ chăm với những chùm hoa vàng rất là tuyệt vời. À, và bên này đây sẽ là những cái cây hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hàng hiện tại thì cây đã hoàn toàn là cứng cáp và chuẩn bị cho nụ cho hoa cô chú anh chị nhé. Hàng với những cái thân thắt đốt và căng hết hết mức rồi ạ. Rất là đẹp luôn. Giá em bán là 180.000 cho 1 kg, hứa hẹn cho một mùa hoa tuyệt vời của nó đây ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào mà đã từng được thưởng thức gà tròn của vùng Cao Bằng chắc chắn đều có một cái cảm nhận, đó là ít có vùng miền nào mà có mặt bông đẹp tuyệt vời như gà tròn vùng Cao Bằng ạ. Em bán là 180.000 cho 1 kg. Còn bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn của vùng Tây Bắc cô chú anh chị nhé. Đấy, gà tròn vùng Cao Bằng hay Tây Bắc thì đều rất là tuyệt vời, cũng là những cái mặt bông rất là đẹp. Tuy nhiên thì gà tròn vùng Tây Bắc thì em bán với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg thôi. Nói chung là cái vùng Tây Bắc ấy thì cũng là một cái vùng mà có mặt bông rất là tuyệt vời đúng không ạ, gà tròn ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan dáng hương đuôi sóc này, với những cây lá xếp cực kỳ là xinh luôn, đảm bảo cho cô chú anh chị có một cái mùa hoa xinh đẹp ở mùa xuân. Giờ cô chú anh chị ghép là sang xuân mình có những cái giò lan mà vừa thuần và đã có ngay những cái giò lan gọi là thưởng thức hoa đẹp ạ. 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy, ở những nơi ấm áp có thể nở hoa vào thời điểm Tết. Một cái giả hành như thế này này, hiện tại cây đã hoàn toàn xuống hết lá rồi, có thể cho một hai cái chùm hoa rất là tuyệt vời luôn ạ. Và dòng kim điệp xuân này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé, từ 0,4 kg đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi chồn ạ. Dáng hương đuôi chồn em bán với giá là 170.000 cho 1 kg, với những cây vừa tầm ghép ạ, không quá lớn và cũng không quá nhỏ, vừa tầm ghép rất là đẹp luôn. Sang bên này đây thì em có dòng dáng hương hoàng nhạn, là hàng tuyển chọn từ cây gọi là tầm nhỡ trở lên này cô chú anh chị này. Những cây hoàng nhạn rất là đẹp luôn ạ. Tại vì đây là những cây mà gọi là tuyển chọn cho hàng vào vườn, và đây sẽ là những cây giống thì đã gần như là đã vào nhà vườn hết rồi. Còn đây là từ tầm sai trung trở lên, nói gọi là từ tầm cây nhỡ trở lên nhá. 1 kg em xin phép được bán hàng hôm nay với giá là 520.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 550.000 cho 1 kg chứ không phải là 520. 550.000 cho 1 kg và em sẽ bán từ 0,1 kg luôn ạ. Ở đây ạ, em đang bốc một lô và ở đây thì nó rơi vào là 0,1 kg, hơn một chút xíu thôi. Đây là cô chú anh chị này. Đấy, coi là 0,1 kg đi thì cô chú anh chị sẽ được một cái phần lan như thế này. 2 4 6 7 2 4 6 8 cây. Nói chung là 0,1 thì nó sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 7 cây, 3 cho đến 8 cây cô chú anh chị ạ. Đấy, thì với giá chỉ có 55.000 thôi cô chú anh chị được một cái lô hàng rất là đẹp như thế này rồi, một cái lô hoàng nhạn. À, thơm nức nở đẹp như thế này nhá. Và sang bên này ạ, là cái lô dáng hương tam bảo sắc, phải nói là đẹp mê ly luôn cô chú anh chị này. Cái dòng hàng quốc dân, và cái hàng này là cái hàng mà tuyển chọn trong cả vài trăm cân hàng để cho nhà vườn vào, người ta cho nhà vườn vào vườn ấy cô chú anh chị. Nên là những cái cây này gọi là từ khá là lớn trở lên này cô chú anh chị, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em bán hàng của ngày hôm nay ạ. Hàng của ngày hôm nay nhá cô chú anh chị nhá. Với giá em bán là 160.000 cho 1 kg đi cô chú anh chị này. Hôm nay em sẽ bán giá cực kỳ là yêu thương, bởi vì cái hàng như này thì là những cái hàng tuyển chọn nên là em nhập giá cũng rất là cao. Cái bản lá dày và xếp rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm, bởi vì cái lô hàng này hôm nay về khá là nhiều. Nên là với giá là em sẽ giảm để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây lan đẹp này. Và bên này sẽ là những cái cây hồng tương tư, em một cái phần hàng hồng tương tư này. Hàng đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Em bán cả cái lô này ạ với giá là
50.000 cho cái lô hồng tương tư này, được một chậu xinh luôn. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái, cô chú anh chị ạ. Những cây đai châu Thái thì cô chú anh chị biết rồi, đủ màu sắc và dễ thuần, dễ chăm. Nó rất là nhiều màu, hiện tại thì có một số cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi này cô chú anh chị này. Những cây này thì đủ cô chú anh chị cô chú anh chị có thể để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa Tết nhé. Nói chung là bây giờ mới bắt đầu là nhú nụ thôi. Sẽ có những cái cây mà nó vẫn chưa nhú nụ đâu cô chú anh chị nhé. Nên là về cô chú anh chị cứ trồng chăm để đến Tết mình có một cái mùa hoa rực rỡ nhất. Nói chung là dòng đai châu Thái cô chú anh chị cứ mua xổ số như vậy này. Khi về đến khi nó sổ hoa thì những cái sắc màu đan xen vào nhau rất là tuyệt vời luôn ạ. Và 1 kg cái dòng đai châu Thái này em xin phép được bán với giá là 450.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Dòng châu Thái nó sẽ đắt hơn cái dòng châu rừng cô chú anh chị ạ. Bởi vì cái dòng châu Thái là hoa của nó đủ màu sắc và cái giá nhập nó cũng sẽ cao hơn ạ. 450.000 trong 1 kg cho cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm những cây đai châu Thái đủ màu sắc và cực kỳ là đẹp đấy ạ. Sau bên này đây sẽ là dòng kiều vàng này cô chú anh chị này. Những cây kiều vàng xanh mướt luôn, hàng cắt tỉa rất là kỹ và cây vừa tầm ghép tuyệt vời ạ. Hứa hẹn cho một mùa hoa xuân rực rỡ đấy ạ. Giá em bán chỉ có 170.000 cho 1 kg nhé. Cũng có khá là nhiều những cái dề lớn của chú anh chị ạ. Hiện tại những mắt nụ này, những cái thân này thì gần như là đều có thể cho hoa hết ạ. Và bên này ở đây ạ là những cái cây bạch hỏa hoàng rất là xinh đẹp. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan bạch hỏa hoàng cô chú anh chị nhé. Với những cái cây thân ngắn tròn vo ạ, và khi mà sổ hoa cánh trắng và cái họng của nó ạ. Họng là màu đỏ và môi sẽ là màu cam rất là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, trên người bông hoa rất là xinh đẹp như thế. Và đây là cái dòng bạch hỏa hoàng, cái dòng bạch hỏa hoàng đây nhá cô chú anh chị nhá. Thì ạ, cây thì nó đều như vậy như nhau cả thôi, nên là cô chú anh chị bảo là em chọn thì thực sự là em cũng không biết chọn như thế nào đâu cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg bạch hỏa hoàng ạ. Với những giả hành tròn vo như thế này. Nói chung là cây thì bé nhỏ thôi, nhưng mà về cô chú anh chị ghép đến khi nó ra hoa chắc chắn là cô chú anh chị sẽ cảm thấy là mình được trả công rất là xứng đáng với cái công sức mà mình đã bỏ ra để kiên nhẫn ghép những cái cây bạch hỏa hoàng này này. Nó ngắn nhỏ nhưng mà thân tròn vo và khi mà sổ hoa thì bông hoa cũng rất là to ạ. Yeah. Đấy, bạch hỏa hoàng em xin nhắc lại giá là 250.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg là 50.000 cô chú anh chị được khá là nhiều cây cây bạch hỏa hoàng để mà trồng sưu tầm nhé. Sang bên này ạ, em có dòng kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm nhé. Dòng kim điệp nhựa hay kim điệp thơm này thì hoa cũng có thể là nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị ạ. Hoa dạ, độ bền của nó khoảng tầm trên 2 tháng. Độ bền là trên 2 tháng với hoa cánh dày sáp bóng nhựa như những bông hoa nhựa luôn mà lại rất là thơm ạ. Em bán là 180.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg luôn cô chú anh chị này. Sang bên này đây sẽ là những cây hải âu rất là xinh đẹp ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em những cây hải âu. Một cái cây hải âu như thế này có thể một nhánh hải âu như vậy có thể cho mình 2-3 những cái chùm hoa vươn rất là xinh đẹp tuyệt vời luôn. Em bán có 120.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây ạ, thì em có hai lô quế tím này, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Mỗi một lô quế tím như vậy thì sẽ rơi khoảng tầm 8 cho đến 10 cây ạ. Rất là đẹp nhá, cô chú anh chị nhá. Và một lô như thế này thì em chỉ bán 40.000 thôi. Hôm nay em còn có hai lô duy nhất bán nhanh, cô chú anh chị sưu tầm 40.000 cho một lô quế tím để cô chú anh chị có một giỏ lan đẹp. Và sau bên này đây thì em có cái dòng lan... Đây là những cái cây hài Helen mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng, đặc hữu vùng Cao Bằng, dễ thuần dễ chăm đi ạ. Em có hai lô cô chú anh chị nhé. Mỗi một lô, lô này em gọi là lô số 1 này, có một dề khá là lớn và thêm những cái dề nhỏ hơn ở đây. Thì cả lô này em xin phép bán 90.000 và lô số 2 với giá 70.000. Và bên này thì em có hai phần hài hương là cây giống nhé. Là hai phần hài hương cây giống, mỗi một lô như vậy chắc tầm trên 20 cây ạ. Một lô như thế này chắc mười mấy 20 cây gì đó. Em bán với giá là 120.000 cho một lô này. 120.000 cho một lô hài hương. Cái dòng hài hương này về thì cô chú anh chị cũng rất là dễ dàng chăm sóc nhé. Nên là cô chú anh chị yên tâm là một dòng lan hiện tại thì cực kỳ là khan hiếm và đắt đỏ luôn rồi đấy ạ. Và bên này đây ạ, là hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Cái dòng lan mà người ta quan niệm rằng đây sẽ mang lại cái tài lộc và may mắn. Và cô chú anh chị nhìn cho em, cây này thì không chỉ có biên vàng mà nó còn có cả những cái biên đỏ rất là đẹp luôn nhá. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hồ điệp lá biên này ạ. Dạ, với sắc hoa tím hồng rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Mà mỗi một cây như vậy là nó sẽ rơi vào hai quần cần hoa nhá. Cần hoa rất là khỏe luôn, với những cái cần hoa đang hiện tại đang bắt đầu là làm nụ này, rất là nhiều nụ nhá cô chú anh chị. Cần hoa rất là khỏe luôn ạ. Và một cái chậu như thế này thì nó sẽ có ít nhất là hai nụ để cô chú anh chị có một giò lan đẹp để thưởng thức ạ.
Và với giá chỉ có 60.000 cho một chậu thôi. Cái hàng này thì chắc là đến Tết cô chú anh chị vẫn còn được thưởng thức hoa cô chú anh chị nhé. Về chắc khoảng tầm một tháng nữa thì hoa mới bắt đầu sổ, mà từ cái khi mà nó sổ hoa đến khi mà tàn thì cũng phải tầm 2 tháng cô chú anh chị ạ. Dạ. Đấy, những cây nụ khỏe, bộ rễ rất là khỏe và đẹp như thế này, có 60.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây ạ, là những em có những cây hồ điệp mà hiện tại đang hoa rất là rực rỡ này. Hoa hoa này thì là cái tím lưỡi đỏ này, hoặc là tím kẻ lưỡi đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Và đồng giá em bán có 40.000 cho một chậu thôi ạ. Về cô chú anh chị được thưởng thức một thời gian, hoa một thời gian và sẽ được cả một cái cây giống để cô chú anh chị có thể trồng và chăm sóc đi ạ. Và sang bên này đây ạ, là những cái cây vũ nữ. Vũ nữ này, cô chú anh chị này, vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị nhá, với những cái cần hoa dài cả mét luôn cô chú anh chị ạ. Đây là những cái cây giống thôi. Thì bình thường thì những cái cây chậu vũ nữ thì nó phải giá tầm 150, 170, 180, còn đây là cái hàng cây giống. Nói chung là cây này cũng phát triển sinh trưởng phát triển rất là nhanh. Và một cái chậu cái vũ nữ hoàng hậu xanh như vậy em bán với giá là 35.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá, chậu cây giống ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga cực kỳ là xinh đẹp luôn, nói là hàng giống nhưng mà những cái củ của nó khá là lớn rồi cô chú anh chị này, và đủ trưởng thành để mà cho hoa. Đây là những mắt ngủ của nó nhé, đủ trưởng thành để mà cho hoa luôn rồi. Giả hành căng mướt cực kỳ là đẹp luôn. Và ở đây hôm nay thì em có 3 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn này. Cái dòng thiên nga cô chú anh chị ạ, chuẩn thiên nga nhé, đó là thiên nga xanh này, hay còn gọi là ngọc trai xanh ạ, và thiên nga màu nâu đỏ nhé, thiên nga màu nâu đỏ này. Đó, đây là những cái củ cô chú anh chị nhìn trên tay em cầm là thấy rất là lớn rồi. Và thiên nga màu, còn đây sẽ là dòng thiên nga màu đỏ này, tức là đỏ sẽ là đỏ sáng nhá. Đồng giá mỗi một chậu như vậy em bán có 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi cho cô chú anh chị một cái cây thiên nga cực kỳ là xinh đẹp. Còn bên này nếu như cô chú anh chị nào mà muốn lấy những cây thiên nga gọi là cây lớn thì cô chú anh chị có thể lấy ở đây. Nói chung cái dòng thiên nga bây giờ cây đã đi vào cái giai đoạn là chuẩn bị cho hoa rồi ạ. Thế nên là cây sẽ bắt đầu là vàng và xuống lá nhá cô chú anh chị nhá. Nên là khi mà cô chú anh chị đặt hàng ấy, để ý giúp em. Đấy, cái củ của nó khỏe như thế này thì cô chú anh chị yên tâm luôn nhé, chứ không có vấn đề gì đâu ạ. Đây ạ. Này, nhờ cây này này, vẫn cho nụ cho hoa bình thường đây này. Cái hàng này thì nhà vườn người ta cũng có khá là nhiều cây có nụ. Tuy nhiên ý, thì em cũng sợ rằng là khi mà vận chuyển về thì nó sẽ bị sốc nhiệt nụ hỏng. Chính vì vậy mà em không lấy cái hàng nụ, mà để cô chú anh chị có thể lấy được những cái củ thiên nga như vậy về chơi hoa trọn vẹn nhất ạ. Và một cái cây thiên nga như thế này, cây lớn trưởng thành, em bán với giá là 130.000 nhá. 130.000 cho một cái cây thiên nga giả hành bự chảng luôn. Ở đây thì em chỉ có một màu duy nhất thôi, đó là màu đỏ đốm. Màu đỏ đốm của chú anh chị ạ. Và sang bên này đây ạ, thì em có cái chậu này là cái chậu 5 cánh trắng HO ạ. Mập nù ú ụ luôn, dài tầm trên 30 cm nhá, của chú anh chị nhá. Dạ. 5 cánh trắng HO, mỗi chậu như thế này, một cái giò như thế này. Cái giò này em gọi là giò số 1 với giá là 280.000. Giò số 2 nhá, hàng chuẩn mặt bông ạ, 250 của chú anh chị này. Trước đây một cái giò như thế này phải rơi vào tầm 60 triệu của chú anh chị ạ. Nói chung là bây giờ cái thị trường lan ta thì nó không có được sôi động, giá nó đã đi về đúng cái quỹ đạo của nó. Tuy nhiên thì mình không thể nào phủ nhận cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của những cây này, cây lan này ạ. Và sang bên này đây cô chú anh chị cùng em chiêm ngưỡng cái mặt bông của cây địa lan cọp đỏ cô chú anh chị nhé. Với những cái cần hoa vươn cao và cái mùi hương nhẹ nhàng vô cùng là quyến rũ luôn ạ. Mặt bông của dòng địa lan cọp đỏ, những cái cần hoa vươn rất là cao và cánh hoa mảnh mai rất là trang nhã cô chú anh chị này. Mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là tuyệt vời luôn ạ. Và một cái chậu như thế này thì nó sẽ có khoảng tầm 3 nụ hoa nhé. Và cây thì rất là sum suê và rất là khỏe cô chú anh chị ạ. Thì em thấy là những cái cây này thì có thể là sau này nó còn có, không biết là nó có còn cho một cái lứa nụ tiếp theo nữa hay không. Bởi vì là hiện tại thì nó chỉ có 3 cái cần hoa thôi, mà trong chậu thì nó rất là nhiều cây. Về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong một thời gian rất là dài này. Và đồng thời cô chú anh chị được một cây giống rất là đẹp nhá. Giá em bán là 160.000 cho một chậu ạ. Cô chú anh chị nào yêu mến cái mặt bông của dòng địa lan cọp đỏ này thì có thể sưu tầm. Và những cái cây này ấy, thì hoàn toàn trồng bằng vỏ thông ạ, nên là cái giá thể rất là dễ trồng mà cũng rất là dễ chăm sóc. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm nhá, là về cô chú anh chị có thể có được những cây địa lan rất là đẹp, và sưu tầm những cây địa lan rất là đẹp cho sân vườn đấy ạ. Và bên này sẽ là những cái cây vũ nữ cá mập ạ. Với hoa phải nói là siêu thơm của chú anh chị ạ. Mùa chậu như thế này này, nó rơi vào ít nhất là với cái bông hoa sắc tím rất là đẹp. Bông hoa to và sắc tím cực kỳ là đẹp. Một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là có 3 nụ hoa và cực kỳ là khỏe đẹp luôn ạ. Và một cái chậu vũ nữ cá mập này, sum xuê 3 nụ hoa như vậy nhá. Đây ạ.
hai như bên này là cây đang hai nụ khá là lớn và một cái nụ đang bắt đầu là ra ngách này. Đấy, nói chung là cây sẽ có một chậu sẽ có ba nụ hoa để cô chú anh chị về có thể thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời ạ. Giá em bán chỉ có 160.000 trong cái chậu vũ nữ cá mập này thôi ạ, đang nụ rất là đẹp. Và bên này sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Một cái mặt bông phải nói là kể cả những người chơi lan khó tính nhất thì mặt bông này vẫn là một cái sự lựa chọn của bất kỳ một người chơi lan nào. Với cái bông hoa trắng cánh trắng nõn nà và cái họng hồng rất là xinh đẹp luôn mà hoa rất là thơm. Cô chú anh chị đây là cái mặt bông mà nở hoa bói đầu ngọn gọi là dị tật thôi mà cô chú anh chị có thể thấy được. Hoa là chuẩn mặt bông nhá cô chú anh chị nhá mà rất là thơm, có vài bông hoa bói thôi mà rất là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu như thế này thì là sẽ là hoa Tết này. Rơi vào 5 6 thân hoa trở lên và bình thường ạ, như năm trước thì một thân như thế này rơi vào trên 300.000 đúng không ạ? Còn hiện tại thì hiện tại cây đã bắt đầu xuống lá này. Một chậu 5, 6 thân trở lên như vậy em chỉ bán có 180.000 thôi. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời để mà thưởng thức hoa này. Sang bên này đây thì em có những cái chậu đen đô xuân ạ, 5, 6 thân hoa này. Đấy, một cái chậu đen đô xuân rơi vào 5, 6 thân hoa. Và một cái chậu như vậy thì em bán với giá chỉ có 180 nhá. Cái dòng đen đô xuân này thì chỉ có vài một cái bông hoa bói thôi mà cô chú anh chị cũng có thể đấy thấy sắc tím rất là tuyệt vời, xinh của nó. Đảm bảo những cái giò này thì về cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan gọi là đẹp như ý luôn. Đẹp như ý luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng đen đô xuân là hoa sẽ nở Tết hoặc là đầu xuân ý. Và đa số ở bên Trung Quốc người ta tuồn sang Việt Nam mình ạ. Thì không biết là người ta có kích hay không nhưng mà là hoa Tết và giá cực kỳ là đắt đỏ luôn ạ. Còn đây là những cái chậu như thế này. Đấy, với giá chậu bự và rất nhiều thân có 180 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là dòng trầm thiên long. Cô chú anh chị nào mà đã chơi lan lâu chắc chắn biết cái sắc tím vô cùng là quyến rũ của cái dòng lan trầm thiên long. Cánh hoa sáp bóng rất là đẹp. Em bán một chậu như vậy, 3 thân, 4 thân, nụ ú luôn. Với giá chỉ có 80.000 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là dòng giả hạc hồng ngọc. Cũng là một mặt bông cực kỳ là đẹp và thơm của chú anh chị ạ. Một chậu rơi vào 3 thân hoặc là 2 thân, 2 thân, 3 thân, nói chung là 3 thân trở lên hết. 2 thân, 3, đều có 3 thân cô chú anh chị ạ. Có 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 70.000 ạ. 140 sở hữu ngay một cặp đôi có hai cái chậu. Hai chậu giả hạc hồng ngọc rất là tuyệt vời. Còn bên này đây sẽ là trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Người ta gọi là trầm cổ là bởi vì ạ, bởi vì những cây trầm cổ này, trầm này đã được giữ giống rất là lâu nên là gọi là trầm cổ nhá. Cái dòng trầm cổ này này khi mà nó càng trưởng thành càng già thân thì sẽ dần dần chuyển thân, sẽ càng chuyển dần sang màu đỏ đậm. Và đặc biệt là khi mà nở hoa thì với cái sắc hoa đỏ tuyệt vời luôn ạ. Và cực kỳ là thơm cái thân thủ hàng này cô chú anh chị về chăm ạ. Thì như năm ngoái mỗi một thân em bán hàng hoa Tết là trên 100.000. Và cô chú anh chị về chăm đến cái độ mà ví dụ như là đến sang năm thôi ạ, mỗi một thân như thế này chắc là nó phải dài tầm trên 1 mét cô chú anh chị nhá. Thì đảm bảo một cái giò như thế này sang năm, năm nay được thưởng thức một mùa hoa và sang năm cô chú anh chị có một cái giò lan khủng để mà chơi. Một chậu như thế này rơi vào nạm 6 thân trở lên, 180.000 trong một chậu. Bên này sẽ là dòng kiếm phan trí gieo hạt. Đấy, và cũng đã có những người mà sổ ra cái mặt bông rất là đẹp. Một chậu phan trí gieo hạt này với giá 110. Và bên này sẽ là những cái cây hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị nhé. Đây là hàng thuần ạ. Và hiện tại thì cây đã bắt đầu là gần như là bắt đầu là sưng nụ hết rồi ạ. Cái lô này thì em nghĩ là nụ nó khá là sớm và có thậm chí là có cây là bắt đầu là chồi nụ ra rất là đẹp rồi đây cô chú anh chị này. Đó. Đây là những cây này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị sẽ được thưởng thức thậm chí là hoa Tết luôn. Đây ạ. Những cây chuỗi ngọc này về những nơi ấm áp là nụ sẽ bung hết luôn nhé. Một chậu như vậy rơi vào 5 6 thân. Giả hành căng bự luôn, rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 160.000. Đó, 160.000 cô chú anh chị nhé. Hoặc là cô chú anh chị mình mua hàng theo cân bên kia cũng được đấy ạ. Em bán là 180.000 cho 1 kg. Mà hàng cũng cực kỳ là căng đẹp luôn. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn. Và bên này đây sẽ là dòng giả hạc châu như lưỡi bệt này. Một cái giò như thế này thì rơi vào 6 thân trở lên ạ. Và hàng bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị nhé. Đây là hàng tem mác với lưỡi bệt và cánh hoa tím hồng rất là đẹp như thế này. Đấy. Và trước đây một thân bệt như thế này là nó phải rơi vào vài trăm nghìn đúng không ạ? Thì bây giờ cả một cái giò như vậy với giá chỉ có 140 thôi ạ. 140 cho một cái giò giả hạc châu như lưỡi bệt thì cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp một cách độc đáo luôn để mà thưởng thức ạ. À, sang bên này đây thì rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan ưng ý nhất và những cái giò hoa Tết, cái giò hoa xuân rất là đẹp.
Với giá cực kỳ là rẻ luôn ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái hình đai châu trước. Thì ai đai châu đây là dòng đai châu Thái nhé. Em có bán hàng cân bên này đấy ạ. Đó, bán hàng cân bên này thì đấy là 450 cho 1 kg, hoặc là cô chú anh chị chọn theo hình này giúp em cũng được cô chú anh chị này. Cẩn thận thì có thể chọn theo hình này. Những cây đảm bảo cô chú anh chị là cây giống rất là đẹp luôn. Hình này em có 3 cây này cô chú anh chị này. Hình này em gọi là hình số 1 ạ. 3 cây cực kỳ là đẹp luôn nhá. Quá là xinh luôn đây này. Đấy, ngay từ cái thân của nó cô chú anh chị đã thấy là nó có khá là nhiều màu sắc rồi. Đúng ạ. Cây rất là đẹp. Và cái hình này em xin phép bán 200.000 cho cái hình số 1 là 3 cây châu Thái nhá. Tiếp theo hình số 2, cái hình này là 4 cây ạ. Cả cái lô 4 cây này em xin phép được bán với giá là 190.000 đây, 190.000. Cô chú anh chị về ghép được một hai chậu hoặc là một trụ luôn ạ. Sang hình tiếp theo là hai cây châu rất là to này, hai cây châu Thái rất là to cô chú anh chị nhá. Nó to bự luôn ạ. Đang nhú nụ luôn rồi này. Và cặp đai châu Thái này em xin phép bán 200.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 4 ạ. Hình số 4 này là 7 cây. 7 cây châu Thái rất là xinh luôn ạ. Và hình này em xin phép được bán với giá là 160.000. 7 cây nhá. Tức là mỗi một cây châu Thái như vậy rất là khỏe, rất là đẹp như vậy giá có 20.000 thôi đúng không ạ? Sang hình tiếp theo ạ, là hình số 5. Hình này cũng là hai cây rất là đẹp đấy ạ. Hai cây này. Đó, cái dòng châu Thái cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Nhìn cái thân không đã mê rồi ạ. Riêng cái thân không đã thấy là nó có những cái màu sắc mà cảm thấy rất là thích rồi. Bản lá to và rất là đẹp. Cặp đôi này em bán với giá là 190.000 nhá. Sang hình tiếp theo, hình số 6 ạ, cũng là một cái cặp đôi đai châu Thái này. Đó, rất xếp rất là đẹp luôn ạ. Và cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 170.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 8. Cái lô này có đến 7 cây luôn ạ. Và với giá chỉ có 150.000. Mỗi một cây đai châu xinh đẹp như vậy có. Và cái mùa nụ mùa hoa cũng là cái mùa mà cái bộ rễ của nó đâm khỏe nhất. Nên là cô chú anh chị về trồng thì sẽ rất là nhanh thuần cô chú anh chị ạ. 150.000 cho 7 cây này. Bên này em có một cái trụ châu. Đây là dòng châu rừng cô chú anh chị nhá. Cái cây này thì bị lỗi lá ở đây này. Và hai cái đầu này là hai cây và hiện tại đều đang nụ hết. Ba cây này đều đang nụ hết nhá. Cái giò trụ này em bán 200.000 ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng giả Pháp. Hàng hiện tại là đang bắt đầu là thân căng hết cỡ và đang chuẩn bị xuống lá để chuẩn bị cho nụ cho hoa rồi. Giả hạc Pháp, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giả hạc Pháp này. Hàng này là hàng chơi hoa Tết cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Trước đây thì một thân giả hạc Pháp rơi vào trên 100.000 cho một thân luôn. Đấy. Thì một cái giò như thế này phải rơi vào tầm 800-900.000. Thì bây giờ ạ, cái dòng giả hạc Pháp này hoa sai rất là tự nhiên luôn ạ. Và những cái mắt nụ của nó là bắt đầu là sẽ dần dần là chồi luôn rồi. Cái này này, chuẩn hoa Tết nhá. Em bán cái hình này ạ, là cái hình số 9. Cả cái giò này em bán có 180.000 thôi. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp ưng ý. Và sang bên này sẽ là hình số 10. Cái giò này em cũng bán là giò số 10 ạ, 190.000 cho giò số 10 giả hạc Pháp này. Và hình số 11 là 190.000. Hình số 12 em bán là 180.000. Và hình số 13 mập nú luôn cô chú anh chị này. Đó, mập nú luôn. Giò này em xin phép được bán với giá là 200.000 nhá. Thân cực kỳ là to đẹp. Và hình tiếp theo là hình số 14, em bán với giá là 180.000. 14 ạ. 180.000 cho hình 14 này. Và hình 15, hình 15 em bán với giá là 200.000. Thân rất là mập và nhiều thân dài cực đẹp luôn, 200.000. Hình tiếp theo 16 ạ, em bán với giá là 180.000. Hình 17 em bán với giá là 140.000 cho cái hình 17 này, là một cái giò hoàng thảo vôi cô chú anh chị nhé. Và hình 18 ạ, với giá là 130.000. 18, 130.000 cho hình 18 này. Và đây là giò long tu xuân ạ, hình 19. Một cái giò long tu xuân vài thân nú rất là xinh luôn ạ, 120.000 nhá. Và hình tiếp theo là hình số 20 ạ. 120.000 cho giò long tu xuân xinh đẹp này đấy ạ. Hình 21 là một cái giò hoàng thảo vôi nhá. Đây là vôi Bắc này. Thân nú luôn ạ, em bán là 140.000. Và hình tiếp theo hình 22 cũng là giò vôi. 140.000 cho giò vôi này. Và sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ nhá. Dòng trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Là cái dòng lan mà chơi hoa Tết đúng không ạ? Một trong những mặt bông phải nói là cực kỳ là phù hợp để mà trưng trong những ngày Tết với cái sắc hoa đỏ thắm và hoa trầm thì rất là thơm rồi. Trước đây một thân trầm như thế này rơi vào tầm 300.000. Thì thời điểm bây giờ ạ, một cái chậu trầm đẹp rực rỡ như thế này, bốn thân nú với giá em bán có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đây là chậu số 23.
Và chậu 24 này cô chú anh chị này. Hai thân nù cực kỳ là VIP luôn, với giá em bán là 150.000. Và hình tiếp theo là hình 26. Dạ. Hình 26 đây ạ. Vái giò 26 này là có 5 thân ạ. Vái giò này em xin phép được bán với giá là 180.000, hình 26. Hình tiếp theo hình 27, em bán với giá là 140.000 cho hình 27. Hai thân nú đây. 140.000. Tiếp theo sẽ là hình 28. Hình 28 ở đây này, cũng là 3 thân nú. 28 này em bán với giá là 150.000 nhá. Và hình số 27 đây, cả một cái giò này. Xinh đẹp 4 thân, 5 thân tròn nù, căng mướt luôn, với giá em bán cũng 150.000. Bên này sẽ là những cái bông kiếm va cô chú anh chị nhá. Cái dòng kiếm gọi là top đầu trong những cây lan kiếm đẹp nhất đấy ạ. Những cái dòng kiếm đột biến đẹp nhất đấy ạ. Vị vàng, đây là vị hoàng. Cái dòng vị hoàng của chú anh chị biết rồi. Trước đây một cái chậu như thế này phải tầm 20 triệu. Hiện tại 900.000 cho cái giò vị hoàng này là hình 29. Hình 30 ạ. Trắng hạ long nhá. Tất cả những cái cây này thì đều là hàng em bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị nhá. Cái chậu trắng hạ long này thì em xin phép bán có 180.000 thôi. Đó. Và hình tiếp theo sẽ là hình số vàng cánh chim. Cái chậu này hai thân rất là xinh này, với giá có 120.000 thôi ạ. Là chậu 31 và chậu 32. Chậu 32 đây là cái chậu hồng kiếm nhá. Dạ. Cái giò hồng kiếm này em bán với giá 200.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Cái giò 33 này là vàng Tây Ninh. Cái chậu vàng Tây Ninh này em xin phép được bán nó với giá là 800.000 cho cái chậu vàng Tây Ninh này là... À, chậu này là em bán 700 nhá. Vàng Tây Ninh. Và sang bên này sẽ là cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng. Rất là xung xuê luôn. 250.000 cho chậu xinh đẹp này. Và hình tiếp theo hình 35. Trắng Thái Nguyên. Thân thủ cực kỳ là đẹp ạ. À. Em bán chậu này với giá 180.000. Và bên này sẽ là cái chậu trắng. Cũng là trắng Thái Nguyên. Cái chậu này em cũng bán là 180.000 đây ạ. À. Tiếp theo sẽ là Taiwan. Taiwan 4. Taiwan 4, một cái mặt bông kiếm Thái vô cùng đẹp, gần như là đứng đầu trong những mặt bông kiếm Thái. Hoa cần hoa dài, trắng vàng và rất là đẹp. 350.000 cho chậu Taiwan 4 này. Bên này sẽ là Bình An Kiếm, một cái chậu thân thủ cực đẹp luôn ạ. À. 300.000 cho chậu Bình An Kiếm này. Và bên này sẽ là Bầu. Cái này là đã là sổ mặt dòng mặt hoa nhé. À, Bầu cánh bầu mai, chậu kiếm Tiên Vũ cánh bầu mai láng tít luôn. 700.000 cho giò này. Và bên này đây ạ. À. Thì em có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng này. Bên này sẽ là cái măng, à cái đấm hương rừng của chú anh chị nhá. Với giá là 140.000 cho một túi. Và chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng trồng ở vùng núi Kha Đén với độ cao trên 1.000 m², có chú anh chị nào đã từng được thưởng thức thì gần như là quay lại để mà lấy thêm những những cái túi chè này ở bên nhà em. Vậy một cái túi chè ô long như vậy là nửa kg em bán với giá là 170.000 nhá. Và bên này sẽ là cái măng mầm khô ạ, của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này, đã thưởng thức một lần chắc chắn cô chú anh chị không bao giờ quên luôn. 1 kg được rất là nhiều, 200.000. Miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg. Nấm ngọc cầu 150, rễ mũ tần với giá 120, và tầm gửi cây chanh em bán 220 nhé. Và bên này sẽ là hoàng tinh em bán 200 ạ. Và bên này là những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Em có rêu rừng với giá là 50.000 trong 1 kg, dớn vụn với giá thể trồng lan rất là tuyệt vời 40.000 trong 1 kg nhé. Atonic 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ. Hạn 50.000 trong một cặp, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ nhé. B1 Thái 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ. Liền da siêu da rễ N3M ạ, với giá là 30.000 cho một lọ này. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ nhé. Và bên này sẽ là thuốc đặc trị côn trùng với giá là 90.000 cho một túi, 90.000 cho một lọ chứ. Bên này sẽ là Kinkinbun đặc trị thối nhũn ạ, 25.000 cho một gói nhé. Và Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm một túi như vậy là 1 kg em bán với giá là 50.000 thôi ạ, một hộp 1 kg với giá 130. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m, có dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng ạ, với giá là 35.000 cho một cuộn này. Và bên này thì em có phân bón trùn quế nguyên chất ạ, cái dòng cao cấp cho quý anh chị nhé.
dòng cao cấp ạ. Và em bán một cái túi phân chùn quế nguyên chất như vậy là 1 kg với giá là 35.000. Và đặc biệt là ở đây ạ, em có sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cái sản phẩm này với giá 35.000 ạ. Một cái sản phẩm em nghĩ rằng là cực kỳ là hoàn hảo để cô chú anh chị có thể sở hữu bón cho cây trồng. Thứ nhất là ở đây ạ, cái phân này thì nó với cái giá trị dinh dưỡng là không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương, nên là đảm bảo cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng cực kỳ là tối ưu. Cái thứ hai nữa, cô chú anh chị bón thì nó sẽ đảm bảo là không có bị đen đồ rễ, cô chú anh chị nhá. Đó, nên là cô chú anh chị một cái dòng phân mà cung cấp dinh dưỡng mà rất là an toàn mà lại hạn chế nấm bệnh nên tối đa, nên em nghĩ là đây một cái sản phẩm mà rất là đáng lựa chọn, có 35.000 thôi. Và bên này thì em có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google search về cái tác dụng của tinh dầu hồi. Cô chú anh chị sẽ thấy rằng là đây là một cái sản phẩm mà thực sự là nên có, rất là nên có cho mỗi gia đình. Nó cực kỳ là lành tính. Với những cái cánh hoa hồi, cô chú anh chị biết rồi ạ, người ta có thể cho vào món ăn để tạo hương vị, và ngoài ra thì nó còn có tác dụng rất là tuyệt vời đối với sức khỏe ạ. Đó, thì 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi này, và hoàn toàn từ nguyên chất từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ạ.